Thật ra, ngay cách gọi trai hư cũng có gì đó chưa đúng. Vì tính từ hư chỉ sự hư hỏng và hết xài. Nhưng không phải vậy. Xét về một khía cạnh nào đó thì trai hư còn ngon hơn trai ngoan nhiều. Danh từ kép này ám chỉ đến một loại đàn ông nguy hiểm với phụ nữ, bao gồm cả đàn bà có chồng lẫn độc thân. Vì khi quen với trai hư, tiếng Anh là bad boy, khó lòng đoán trước điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với đàn bà con gái lỡ mê muội loại đàn ông sát thủ này. Mà cũng có gì lạ đâu, chuyện phụ nữ sa vào lưới tình của trai hư chẳng khác gì cánh đàn ông say mê gái hư hơn vợ nhà. Vì tính từ hư chỉ sự hấp dẫn và gợi cảm, sặc mùi giới tính, không báo hiệu điều gì tốt lành cho các cặp đôi thiếu hạnh phúc vô tình chạm phải. Nhất là ở cái thời này, người ta bỏ chồng, bỏ vợ, đá đít tình nhân còn nhiều hơn cơm bữa. Câu chuyện về trai hư thì các nhà nghiên cứu xã hội học đã nói nhiều. Không cần phải mô tả thêm chi tiết thế nào là một bad boy ở đây nữa. Tôi chỉ muốn nêu lên vài điều có thể giúp trai ngoan nhìn lại mình, chống đỡ lại sự tấn công vô tình của những gã trai hư vào hạnh phúc mong manh, có nguy cơ bị đánh cắp một cách trắng trợn khi lòng dạ người đàn bà của mình đến hồi nghiêng ngả. Xin nói thêm cho rõ, trai hư cũng có hai loại. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến trai hư chính thống thôi nhé. Còn loại trai hư tồi tệ thì hãy bỏ qua đi. Mấy cu này thuộc hàng ngũ tà đạo với nhiều hành vi khó có thể chấp nhận được. Trai hư thứ thiệt với vẻ lãnh đạm bất cần đời cũng vẫn khiến phụ nữ tự nguyện lao vào dâng hiến. Khác với loại trai hư tồi tệ, xem việc săn đàn bà, cưa cẩm vợ người ta bằng đủ thứ mánh khóe thô bỉ như một con nghiện sách, bệnh hoạn, hay thậm chí hành nghề điếm đực để kiếm sống. Vậy bạn có chắc mình là trai ngoan? Bạn đã và đang đau khổ vì bị vợ hay người yêu lạnh nhạt từ bỏ mà không hiểu tại sao. Cũng có thể bạn chỉ là thứ đàn ông tồi vì chẳng ngoan hiền gì, bị tình phụ thẳng cánh vì cách đối xử với nửa kia của mình quá sức tồi tệ. Phụ nữ ngày nay biết yêu và chăm sóc bản thân, họ sẵn sàng xông pha ra ngoài xã hội nhiều hơn trước. Không ít chị em còn vượt mặt người đàn ông của mình để nắm quyền làm chủ gia đình. Họ dễ dàng tiếp cận với thế giới muôn màu, đầy hiểm họa, cám dỗ. Họ không còn xem người đàn ông của mình là linh hồn thứ hai, là chỗ dựa cần thiết như thuở mới yêu. Nhiều đó cũng đủ khiến ta hình dung trước nguy cơ đổ vỡ nền tảng gia đình truyền thống. Khi sự nản lòng của họ với chồng hay người yêu ngày càng trầm trọng, thì những lời đường mật của đủ loại trai hư đang lượn lờ trước mắt trở thành kinh cầu tình yêu. Sự chán chường quá mức thúc đẩy họ mạnh dạn rời bỏ cuộc sống cũ để tìm kiếm sự đổi thay mới mẻ hơn. Với phụ nữ nổi loạn, trai ngoan trở nên tầm thường và nhạt nhẽo. Họ nhìn đàn ông của mình bằng nửa con mắt. Họ đâm chán với kiểu chồng chỉ biết cơm nhà, quà vợ, rề rà chậm lụt trước mọi vấn đề, suốt đời an phận với cuộc sống bằng phẳng, đơn điệu. Có khi còn không làm tròn phận sự của một giống đực trên giường ngủ. Đồng ý là ngoan đấy, nhưng chẳng có gì tới nơi tới chốn. Cái kiểu hiền lành tới mức ngu ngơ trước cuộc đời sóng gió khiến họ thấy ngao ngán trước viễn cảnh mòn mỏi, nhàm chán của những chuỗi ngày dài phía trước. Các chị em
tự cho mình là cá tính đấy, sẽ thấy buồn rầu lắm khi nhìn ra ngoài kia. Còn biết bao gã đàn ông chuẩn men, tự tin ngời ngời, nhưng lại là cực phẩm, chỉ dành cho ai đó khác. Và họ cảm thấy thất vọng não nề về hôn nhân của mình. Dù mấy đức ông chồng ngoan hiền kia có khi còn chưa kịp làm gì gọi là có lỗi cho rõ ràng cả. Lúc này hiểm họa đã mấp mé thềm nhà rồi đấy các ông ạ. Liệu mà giữ đàn bà của mình, nếu chủ quan sẽ không thể lường trước được chuyện một ngày đẹp trời nào đó các chị em thân yêu của mình vỗ cánh bay mất hồi nào không biết. Khi phát hiện thấy họ đang rên xiết quằn quại trong vòng tay kẻ khác thì đã quá muộn màng. Đồng ý rằng vẫn còn có nhiều phụ nữ truyền thống ít hiểu biết về thời thế ngoài cuộc sống gia đình. Họ an phận với cuộc đời đơn giản cho dù có nhạt toẹt đến đâu. Họ không có nhiều cơ hội nhìn thấy thế gian thay đổi và họ cũng không hiểu rõ lòng mình đang chờ đợi điều gì. Trừ khi có một lần nào được ai đó đánh thức bản năng đàn bà bên trong họ. Thôi đời là vậy, mấy ông không làm được thì sẽ có thằng khác nó làm thôi. Đã qua cái thời phu sướng phụ tùy xưa cũ, ngày nay đàn bà chính hiệu biết rõ mình muốn gì. Họ cần một người đàn ông có thể khiến họ cười vui, thấy nể phục và biết cách làm họ chết liệm trong vòng tay. Thứ họ cần là sự mạnh mẽ, đúng chất đàn ông mà đàn bà nào cũng khao khát. Trai ngoan là một cụm từ không tệ, nhưng rất là chưa đủ. Họ hay khoe khoang, tôi là người đàn ông của gia đình, tôi chỉ biết có vợ con và công việc, tôi không có tính trăng hoa, không để ý đến đàn bà nào khác ngoài vợ. Thật ra là họ không dám và có khi biết mình không thể. Họ có ảo giác yên tâm về đàn bà của mình, không màng để ý đến tâm tư của người chung chăn gối. Thậm chí tính gia trưởng, độc đoán hoặc thói bạo hành đã làm tình yêu trong lòng vợ phai nhạt, liệm tắt mà họ cũng không hề hay biết. Có thể trai ngoan khá thành đạt trong sự nghiệp một cách thuận buồm xuôi gió. Điều đó khiến họ cho mình quyền tự mãn và vô tâm trong chính gia đình mình. Họ nghĩ họ đã là đàn ông tốt và hoàn hảo. Họ thích cuộc sống bình lặng, êm đềm và tròn trịa cho đến hết đời. Và họ lạc quan về hôn nhân của mình một cách ngu ngốc. Trong khi đó, đàn bà luôn chứng tỏ là một sinh vật lạ lùng đối với mọi đàn ông. Tùy từng thời điểm và hoàn cảnh, các chị em sẽ bộc lộ những bí ẩn sâu kín nhất trong tâm hồn mà cánh đàn ông bình thường khó lòng hiểu hết. Mà đến khi hiểu được thì họ đau khổ kêu gào: ôi đàn bà là niềm đau làm con tim nhỏ máu. Vì sao nhiều phụ nữ bỗng nhiên dứt bỏ cuộc sống bình lặng, đơn điệu bao năm bên người yêu hay người chồng hiền lành chưa hề làm gì có lỗi, để lao vào một cuộc tình mới đầy phiêu lưu, mạo hiểm với người đàn ông khác, có thể có nhiều thành tích bất hảo và tai tiếng trong quá khứ? Thật ra không phải bỗng dưng, mà những gã trai hư ấy luôn có các đặc điểm khác biệt thu hút đàn bà mà trai ngoan không bao giờ có được. Qua nhiều đúc kết, có thể thấy trai hư nổi bật các đặc điểm sau đây. Thứ nhất, vẻ ngoài hấp dẫn và nam tính. Bad boy là một người đàn ông trầm tĩnh, gai góc, luôn toát ra hấp lực khó cưỡng đối với đàn bà. Họ thản nhiên và phớt lờ mọi thứ chung quanh, kể cả với đàn bà đẹp. Họ không ngần ngại bộc lộ tính độc lập, có phần ích kỷ, đầy nổi loạn.
Dĩ nhiên, các trai hư thực sự luôn kèm theo ngoại hình hấp dẫn. Về mặt sinh học, bộ gen của giống cái sẽ đáp ứng hấp lực này của một con đực tràn trề hormone sinh dục như một quy luật chọn lọc tự nhiên, sẵn sàng được truyền giống. Dĩ nhiên, trong những ngày rụng trứng, phụ nữ dễ dàng bị cuốn hút khó lòng cưỡng lại. Thứ hai, trai hư cá tính và đầy tự tin. Họ không thể chịu đựng được sự áp đặt bất kỳ nào. Bad boy tự tạo ra quy luật cho chính mình, không hề quan tâm đến áp lực của dư luận. Với trai hư, họ biết mình là ai, đang làm gì, với sự tự chủ đầy quyết đoán. Họ biết cách làm cho người phụ nữ hiểu rõ bản thân. Họ khơi gợi và kích thích được bản năng giống cái của phái yếu và khiến cho người đàn bà của họ thấy được quan tâm và thỏa mãn. Thứ ba, trai hư nhiều bản lĩnh, không ngại cuộc sống biến động đầy thử thách. Với tính cách mạnh mẽ, trai hư thích khám phá điều mới lạ, đầy hứng thú trong cuộc sống. Họ mang đến sự tự do và phiêu lưu chưa từng có cho người phụ nữ của mình. Như vậy, trai hư thực chất không phải là hư, mà bởi vì họ là nhân tố nổi trội, có ưu thế với mọi đàn ông bình thường khác. Và họ có hấp lực giới tính không thể chối cãi với giống cái có mặt trên đời. Trai hư là hiểm họa của mọi đàn ông, có thể đánh cắp mất vợ hay người yêu của bất kỳ ai mà không cần dụng nhiều công, tốn nhiều sức. Theo tiến sĩ tâm lý Robin McKay, phụ nữ luôn ẩn giấu bên trong tiềm thức về sự nổi loạn, nên họ dễ dàng bị thu hút bởi những người có thể giúp họ giải phóng những bí mật giấu kín. Những gã trai hư rất giỏi làm điều đó. Họ biết khai thác và lợi dụng năng lượng tiềm tàng trong con người đàn bà mà họ say mê. Phụ nữ là một giống loài của cảm xúc. Họ đáp ứng mạnh mẽ với những ai mang lại nhiều cung bậc cảm giác mới lạ nhất. Trai hư rất giỏi chơi đùa với mọi giác quan của phụ nữ. Họ mang lại nhiều hình thái cảm xúc như hờn giận, ghen tuông, hạnh phúc, đầy bất ngờ, khiến tâm tư bạn tình run rẩy. Nó như một động thái điêu luyện, kích hoạt mạnh mẽ vào phần cảm xúc ẩn giấu bên trong bộ não đàn bà. Trai hư có thể chỉ cần biết tới một người và dám quay lưng lại với cả mọi người. Nói như thế để thấy mức độ cực đoan của những gã bad boy chính thống có thể đạt đến mức thượng thừa. Trai ngoan thì không biết điều này. Họ quá đơn giản và tẻ nhạt để có thể mang đến niềm hứng khởi đầy bất ngờ cho phụ nữ. Vậy phụ nữ nào cũng yêu trai hư hết sao? Và trai ngoan phải biến thành trai hư thì mới được? Thưa các bạn, không hẳn phải thế. Thế giới vẫn cần trai tốt để cuộc sống bớt biến động và bình yên hơn. Mọi thứ của trai ngoan vẫn giữ nguyên giá trị cho một xã hội chuẩn mực và thanh bình. Nhưng bí quyết để gìn giữ lửa hạnh phúc của mình là quý ông hiền lành cần phải biết sống phóng khoáng và tích cực hơn nữa. Hãy đẩy nhịp điệu tâm hồn mình lên mức cực đoan hơn một chút. Hãy biết sống hết mình, yêu hết mình và cũng biết chơi đùa với cảm xúc nhiều hơn để thấy cuộc đời đang tràn ngập màu sắc và đáng sống biết bao nhiêu. Đừng quá cầu toàn, dễ đoán và nhạt nhẽo, để cho người đàn bà của quý ông không bao giờ cảm thấy nhàm chán với tình yêu đích thực của đời mình. Nhất là hãy biết nâng cao kỹ năng, trình độ yêu đương một cách đầy đam mê, sôi nổi. Hãy biết chiều chuộng và trân trọng người đàn bà yêu quý của mình đến hết mức có thể. Làm được vậy thì dẫu có trai hư chính thống hoặc tà đạo nào đó ngấp nghé cửa nhà mình, ta cũng sẵn sàng chấp hết. Hạnh phúc là luôn ở trong tay của bạn. Và cũng không được quên rằng thế giới có đủ loại trai hư, lúc nào cũng chờ đợi
để sẵn sàng chộp lấy vợ hay người yêu của mình. Nhất là luôn cảnh giác với chính sự lơ là và vô tâm với tình yêu bên cạnh của bạn đó.